tiên tri tiết lộ, năm Giáp Thìn 2024, tuổi Ất Mão nhờ ăn ở hiền lương, được hưởng phúc trạch gia tiên, thoát khỏi vận nạn, đào trúng mỏ vàng, thần tài mở kho ban phát tài lộc, đổi vận giàu sang, số đỏ cực giàu, trúng số độc đắc, trả sạch nợ nần, ôm tiền tỷ về nhà, mọi khó khăn đều tan biến hết, mua nhà, tậu xe, tiền vàng nhét, chật két, con cái tiêu ba đời không hết. Đầu tiên, đôi nét về tính cách cuộc đời tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Xét theo tử vi vận mệnh người tuổi Ất Mão, mệnh đại khê thủy, có nghĩa là nước dưới khe lớn. Ất Mão hào phóng và thông cảm với người khác hơn các tuổi Mão còn lại, họ sẽ sẵn lòng giúp bạn chuyển nhà, pha trà cho bạn, hay lắng nghe bạn than thở về những chuyện không may của mình. Đôi khi Ất Mão quá tốt với người khác lại làm hại cho bản thân và bị lợi dụng mà không hề hay biết, họ cần học cách từ chối và rút lui nếu không muốn cảm xúc của mình bị quá tải. Họ là người ít quyết đoán nhất trong các ngày Mão, một trong các lý do là họ luôn muốn giữ vai trò kiến tạo hòa bình và không muốn làm tổn thương người khác. Họ dễ bị cấp trên hăm dọa và có thể chọn cách bỏ qua những sai phạm mà họ chứng kiến để tránh gặp những rắc rối. Ất Mão thường tránh mọi sự chú ý và không thích làm người nổi bật, bản chất ghét cạnh tranh, họ chỉ muốn biến các mối quan hệ thành một trải nghiệm hạnh phúc. Chính vì vậy, cuộc đời họ tràn ngập bạn bè và các mối quan hệ tốt lành. Trong công việc, Ất Mão là người rất tận tụy và yêu thích việc mình làm, họ thường lặng lẽ làm việc, khi tìm được việc mình thích, họ sẽ gắn chặt với nó cho tới khi đạt được thành công. Họ rất giàu trí tưởng tượng, Ất Mão không thích sự tầm thường mà tôn thờ tính độc đáo, tài năng trong lĩnh vực tài chính, họ thương giỏi kiếm tiền và tích lũy. Vận niên tuổi Ất Mão trong năm 2024. Theo luận giải, tử vi tuổi Ất Mão bước vào năm 2024, xà hãm tỉnh, có nghĩa là con rắn bị nhốt xấu. Giải nghĩa, vận niên xà hãm tỉnh chính là hình tượng của rắn đã bị nhốt lại nên mang ý nghĩa không tốt. Người gặp vận niên xà hãm tỉnh bị xe cộ cần chú ý cẩn thận, đề phòng tai nạn và đồng thời tránh những người có hạn cũng tương tự như hạn của mình. Theo tử vi, Ất Mão sinh năm 1975 trong năm Giáp Thìn 2024 cho thấy công việc của bạn có thể làm xong được nếu bạn thân biết kiên nhẫn. Dục tốc thì bất đạt, vì thế nếu vội vàng thì bản thân khó được thành quả như ý muốn. Công danh, sự nghiệp cũng như kinh doanh làm ăn nên hạn chế thay đổi. Về tình cảm bình thường, đề phòng khẩu thiệt thị phi. Tứ trụ tử vi của người sinh năm 1975 trong năm 2024 là thiên bại, địa xung, phương diện công việc làm ăn của người tuổi Ất Mão cần tính toán cẩn thận. Ngoài ra, tuổi Ất Mão cần lưu ý sức khỏe trong năm nay, có thể thấy năm Giáp Thìn đối với tử vi tuổi Ất Mão là một năm tốt xấu đan xen. Phương diện công việc làm ăn đầu năm mặc dù có khó khăn, nhưng càng về các tháng cuối năm thì càng được quý nhân hỗ trợ. Bên cạnh ấy, việc mưu cầu về tiền bạc của quý anh sinh năm 1975 cũng dễ dàng. Trong năm nay có tin vui đưa tới trong gia đạo, cũng như anh em họ hàng. Ngoài ra, nam tuổi Ất Mão năm 2024 nên chú ý sức khỏe, cẩn thận về xe cộ cũng như về hạn sông nước. Tổng quan năm 2024 tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Luận tử vi tuổi Ất Mão trong năm 2024 cho thấy, người tuổi này có ngũ hành bản mệnh thuộc thủy, gặp năm 2024 là ngũ hành thuộc hỏa, thể hiện mối quan hệ khác xuất xấu. Bởi vậy trong nam sát thì mệnh chủ có thể phải đối diện với nhiều hao tổn, đó là về sức khỏe không được tốt, khó khăn hay bất lợi đưa tới cho công việc. Tuy nhiên, đây cũng là năm mệnh chủ tuổi này đạt được một số kết quả tốt đẹp và thành công nhất định, được quý nhân phù trợ. Xét theo thiên can. Xem tử vi tuổi 1975 nam mạng cho thấy, trong năm 2024 thiên can Ất gặp năm có thiên can giáp là bình hòa. Trong năm 2024, người tuổi này công việc chủ về bình thường và không có sự chuyển biến lớn. Tài chính có thể kiếm ra được tiền bạc, nhưng đồng nghĩa với việc phải chi tiêu nhiều. Về ngũ hành can năm, Dương Mộc gặp ngũ hành can tuổi là sự tính toán, đồng thời nhận được sự giúp đỡ từ người thân và những người xung quanh, xuất hành thuận lợi. Xét theo địa chi, người tuổi này chi Mão thuộc hành Mộc, gặp năm Giáp Thìn thuộc hành Thổ là quan hệ lục phá. Trong năm công việc của người tuổi Mão có nhiều biến động đưa đến, khó được như kỳ vọng ban đầu đặt ra. Xem tử vi tuổi Ất Mão trong năm 2024 nam mạng cho thấy ngũ hành của chi năm xung khắc với ngũ hành của chi tuổi. Bởi vậy, người tuổi này nên chú ý sức khỏe trong năm dễ hao tổn nhiều, bên cạnh ấy gia đảo cũng dễ nảy sinh chuyện buồn phiền. Xét theo cung phi của người tuổi này là Đoài, thuộc vào ngũ hành Kim, gặp cung chấn thuộc ngũ hành Mộc của năm 2024 Giáp Thìn là khí tuyệt mệnh.
khí này là khí xấu, sức khỏe của chủ mệnh theo đó bị ảnh hưởng, làm ăn kinh doanh dây dưa và khó có được thành công. Tình cảm của gia đạo dễ chuyển biến không tốt. Chuyên gia xem tử vi năm 2024 Ất Mão Nam Mạng thấy bản mệnh này có ngũ hành cung phi khắc với ngũ hành của cung phi năm Giáp Thìn, đưa tới mở mang về công việc khó được như ý muốn và tiền bạc cũng đưa tới bất lợi. So với tử vi năm 2023, sang năm 2024 Giáp Thìn, thêm vài phần cát lành, tuy nhiên chưa đến độ rực rỡ. Công việc làm ăn đều đều, ổn định với những ai làm công ăn lương, may mắn có thêm cát tinh hỗ trợ, nên cũng đạt được ít nhiều thành công hay sự thăng tiến. Có điều tất cả vẫn ở mức khiêm tốn, tiền bạc đủ tiêu pha, trang trải cuộc sống chứ cũng không dư dôi quá nhiều. Nữ mạng kiếm tiền tốt hơn là nam mạng, nhưng cũng khó tích lũy vì vướng bận nhiều mối lo. Kinh doanh, đầu tư, nếu chuyển hướng khác thì sẽ có lợi hơn. Với người làm kinh doanh, buôn bán hay đầu tư, nên thận trọng trong hợp tác làm ăn. Dù được người lớn tuổi hơn giúp đỡ, thế nhưng vẫn có điểm báo tiểu nhân rình rập. Khởi nghiệp cũng chỉ nên bắt đầu với số vốn nhỏ, tránh phô trương, kẻo hao tổn tâm trí. Trong năm không nên đầu tư quá nhiều tiền bạc vào một mối làm ăn, chủ về khó thu hồi được vốn liếng. Nên chia trứng thành nhiều giỏ, trên từ tiền mặt sang tích lũy về của cải, hoặc đa dạng các hạng mục đầu tư vật chất, hạn chế rủi ro. Song quý chủ cần đề phòng chiêu trò của kẻ tiểu nhân để tránh dẫn đến những tổn hại nhất định về mặt kinh tế. Tốt nhất trong năm nay, bản mệnh nên ưu tiên các kế hoạch đầu tư cá nhân, đồng thời cũng nên kỹ lưỡng hơn trong việc tự giám sát các hoạt động kinh doanh của bản thân. Tuy nhiên, thời điểm này chưa thích hợp để mở rộng làm ăn hay đầu tư mới. Đặc biệt những hạng mục kinh doanh có tính rủi ro cao, những khoản đầu tư ban đầu có vẻ hứa hẹn, thế nhưng vẫn có những rắc rối tiềm ẩn mà con giáp này không thể lường trước hết được. Năm có nhiều đào hoa tinh chiếu mệnh, nên tình duyên khá tốt lành, nhưng lưu ý dấu hiệu phản tác dụng của đào hoa quá vượng, gia đạo có nhiều xáo trộn, chủ về mâu thuẫn tình cảm do kẻ xấu phá hoại. Đặc biệt là nam mệnh, được quý nhân xe duyên mai mối phát triển được nhiều mối quan hệ cát lành, không những tốt cho tình cảm cá nhân mà cả công việc cũng thêm phần thuận lợi. Với người đã có đôi có cặp, nên tận dụng thiên thời, địa lợi mà tính chuyện kết hôn, tỷ lệ thành công là rất cao. Tuy nhiên với những ai đã kết hôn đã lâu, cẩn thận vướng đào hoa dữ, chủ về mâu thuẫn tình cảm do kẻ thứ ba xen ngang phá hoại, nếu không tỉnh táo và bình tĩnh rất dễ chia ly. Nhìn chung sức khỏe khá tốt, đương số không mắc bệnh tật gì nghiêm trọng, nhưng vì xung khắc với ngũ hành lưu niên mà đau ốm vặt vãnh khó tránh. Ngoài ra, cần hết sức đề phòng vấn đề đi lại, nhất là khi xuất hành đi xa, tránh gặp phải bất trắc do tai nạn xe cộ. Trong các hoạt động hàng ngày chú ý bị bong gân, té ngã, gặp họa huyết quang. Nữ mệnh không nên kiêng khem quá mức, khiến cơ thể bị suy nhược, mệt mỏi kéo dài, làm giảm chất lượng cuộc sống. Song song ấy, mệnh chủ cũng cần phải luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan, suy nghĩ tích cực. Điều này không chỉ giúp đời sống tinh thần trở nên thoải mái hơn, mà về mặt phong thủy, nó còn giúp thu hút nhiều vận khí cát lành đến với cuộc sống. Bạn nên tập luyện cân bằng và phù hợp để đảm bảo thể trạng ổn định, hạn chế chấn thương và nguy cơ bệnh tật. Ngoài ra, trong năm cần chú ý đi đứng cẩn thận, hạn chế tới những nơi sông nước hoặc đèo cao vực sâu, nhiều âm khí gây họa, tính mạng có thể gặp bất trắc. Sao hạn tuổi Ất Mão phạm phải trong năm 2024. Sao chiếu mệnh tử vi nam mạng, sinh năm 1975 trong năm Giáp Thìn, đó là sao Vân Hớn, là một hoạt tinh. Tử vi tuổi Ất Mão trong năm 2024, xét về sao Vân Hớn chiếu mệnh, nên chủ về công việc trong năm trung bình. Cẩn thận về nóng nảy, mồm miệng, dễ gặp tai hình ốm đau, thương tật hoặc kiện thưa sẽ gặp phải chuyện bất lợi. Tháng 2 và tháng 8 âm lịch trong năm là tháng xấu, chú ý trong nhà có chuyện dẫn tới không được yên, quan sự đề phòng và gia súc khó nuôi. Hạn tử vi năm Giáp Thìn 2024 cho nam mạng Ất Mão, sinh năm 1975 đó là hạn Thiên La, là một tiểu hạn. Hạn Thiên La chiếu mạng tử vi nam mạng, sinh năm 1975 trong năm Giáp Thìn. Mang ý nghĩa về năm này chủ mệnh sẽ bị đau ốm hay bệnh tật và thường ốm đau lâu ngày không khỏi, bệnh tật sẽ do quỷ ma quấy phá, bởi vậy cả tinh thần và sức khỏe đều bị ảnh hưởng nhất định. Tiếp theo là sao chiếu mệnh tử vi nữ mạng, sinh năm 1975 Ất Mão trong năm Giáp Thìn 2024, đó là sao Thổ Tú, là một thổ tinh. Sao Thổ Tú chiếu mạng đem đến thị phi, xung khắc, không thuận cho các công việc của người tuổi này, thư kiện, xuất hành trong năm không được lợi, tình cảm của các thành viên chủ về bất hòa và sức khỏe kém đi. Trong năm Giáp Thìn xấu nhất là tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Hạn tử vi năm 2024 nữ mạng, sinh năm 1975, đó là hạn Huỳnh Tuyền, là một đại hạn.
Tử vi tuổi Ất Mão nữ mạng trong năm 2024 gặp hạn Huỳnh Tuyền trong năm Giáp Thìn. Chủ về trong năm sức khỏe không được tốt, đề phòng bệnh chuyển nặng và lâu ngày không khỏi. Trong năm mưu cầu về tài lộc hay địa vị trước sau có thể không được như ý. Vậy xét năm 2024 này, tuổi Ất Mão sinh năm 1975 sẽ như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi luận giải các phương diện dưới đây. Về mặt sự nghiệp, bước sang năm 2024, vận trình sự nghiệp của tuổi Ất Mão cho thấy hàng loạt tin tích cực sẽ tới trong năm này với người tuổi Mão, đặc biệt là ở phương diện công danh, sự nghiệp. Con giáp này có nhiều may mắn khi vận trình khởi vượng, làm gì cũng có cảm giác suôn sẻ nhiều bề. Cục diện cát tinh nâng đỡ giúp các kế hoạch của bản mệnh tiến triển êm xuôi, thuận lợi, cơ hội thăng tiến mở ra trước mắt. Khi Ất Mão được giao phó nhiều trọng trách quan trọng, thể hiện vị thế của mình trong tập thể. Bằng sự thông minh, sáng tạo của mình, bạn đã khẳng định được vị trí trong công ty, gặt hái được nhiều thành công, công việc như ý. Lương tăng tiền thưởng là điều tất yếu, cấp trên cũng ngày càng dành nhiều sự ưu ái cho bạn khi tạo cơ hội bồi dưỡng bạn thành tầng lớp kế cận. Đặc biệt, quý nhân cũng sẽ xuất hiện trong năm, mang tới cho mệnh chủ nhiều sự trợ giúp mang tính chuyển ngoặt, nhờ vậy bạn có thể tự tin theo đuổi lý tưởng của mình. Quý nhân cũng giúp những người đang trong tình cảnh bế tắc có thể tìm được lối đi mới cho mình. Dù có khó khăn trở ngại tới đâu cũng tìm được hướng giải quyết phù hợp, bản mệnh cần cố gắng nắm giữ cơ hội và tận dụng thời cơ cho mình. Có thể thấy sau những vấp váp mà bạn đã trải qua trước đó, con giáp này đang dần lấy lại được phong độ, khó khăn với bạn chỉ mang tính tạm thời. Vì bản mệnh không bao giờ chấp nhận cúi đầu bỏ cuộc, càng gian truân bạn lại càng muốn đương đầu để khai phá tiềm năng của mình. Ngoài ra, bản mệnh làm gì cũng có phần thuận lợi hơn, nên hãy tranh thủ tiến hành các việc lớn như khởi nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất, triển khai dự án mới. Ngoài ra bạn vẫn nên thận trọng với hung tinh ngũ quỷ, tuy mức độ ảnh hưởng có thể không quá lớn do cát khí của bạn trong tháng khá mạnh. Thế nhưng nếu chủ quan, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến bao công sức của bạn tan thành mây khói. Về mặt tài lộc, tuổi Ất Mão sinh năm 1975, vận trình tài lộc tuổi Ất Mão cho thấy có sự thăng tiến khi bước sang năm mới 2024. Không chỉ khoản thu chính, con giáp này còn có thêm nguồn thu nhập khác từ các khoản thu phụ. Với người làm công ăn lương, tuổi này nhận được nhiều sự hậu thuẫn trong công việc, nhờ vậy bạn có thể phát huy một cách cao độ, giành lấy những gì xứng đáng. Việc thăng chức tăng lương hoàn toàn nằm trong tầm tay nếu bạn đủ chăm chỉ và nỗ lực, bạn hay cứ mạnh dạn đề xuất tăng lương, phù hợp với công sức của mình đã bỏ ra. Trong khi ấy, người kinh doanh cũng thu về nhiều lợi nhuận nhờ đầu óc tính toán tài tình của mình. Cơ hội hợp tác làm ăn trong năm khá nhiều, ra ngoài có quý nhân trợ giúp nên giảm bớt rất nhiều khó khăn so với một mình mò mẫm. Nhưng lưu ý, câu tài cũng cần có lộ trình nhất định, Ất Mão chớ nóng vội mà đi theo con đường không chính đáng. Dù dùng cách gì để làm giàu đi nữa, nếu bạn đi theo hướng chính đáng ắt thu về lợi nhuận cao. Thêm nữa cũng bởi con giáp này biết cân đối lại kế hoạch tài chính của mình, tránh được những khoản chi tiêu không cần thiết. Nhờ vậy các khoản tích góp của tuổi Mão cũng tăng lên mỗi ngày, đảm bảo cho bạn một tương lai đủ đầy, không phải quá lo lắng về chuyện tiền nong. Về mặt tình cảm, gia đạo. Về chuyện tình cảm, gia đạo của tuổi Ất Mão đón nhiều tin vui khi nhân duyên tốt lành tự tìm đến. Dù là người có đôi có cặp hay người đang độc thân cũng sẽ trải qua những cung bậc ngọt ngào của tình yêu. Với người độc thân đào hoa đương lúc vượng, không khó để bạn có thể tìm cho mình một người có thể yêu thương và sẻ chia trong cuộc sống. Chỉ cần chịu hạ bớt tiêu chuẩn của mình xuống một chút, bạn sẽ nhận ra vốn dĩ tình yêu vẫn luôn đang ở quanh mình. Nếu có người tiếp cận trong thời gian này, hãy mạnh dạn chủ động nắm bắt cơ hội, nắm lấy hạnh phúc cho chính mình. Các cặp đôi luôn biết cách vun vén mối quan hệ nên hiếm khi xảy ra cãi vã. Nếu tình cảm đã ở giai đoạn ổn định, cả hai có thể tính chuyện hôn nhân đại sự. Sau khi cùng nhau trải qua không ít biến cố, tình yêu càng được củng cố và bền chặt hơn. Về mặt sức khỏe, đây có thể coi là một năm vượng vận khí đối với người tuổi Ất Mão ở các phương diện công việc, tiền bạc và tình cảm, song vấn đề sức khỏe lại khiến bạn chưa thể yên tâm. Hung tinh chủ ốm đau tác động, con giáp này có dấu hiệu lao lực, dễ ốm vặt, không được điều trị dứt điểm, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe về sau. Ngoài ra bạn cũng nên chú ý ảnh hưởng của hung tinh có thể gây ra chấn thương, họa huyết quang bất ngờ. Ngoài yếu tố dinh dưỡng, con giáp này nên chú trọng luyện tập thể dục, thể thao. Đặc biệt là dân văn phòng, hay phải ngồi lâu, ít vận động, người có nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp cao, thì càng phải tăng cường luyện tập khi cơ thể khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn, có mục tiêu để phát triển,
bạn sẽ thấy cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn rất nhiều. Ngoài ra, hung tinh này còn ám chỉ thế lực ngầm tác động, có thể gây ra xui xẻo bất ngờ như tai nạn xe cộ, sông nước hoặc bị vật nhọn đâm vào người, vì thế luôn nhắc nhở bản thân cẩn trọng khi xuất hành. Quý vị thân mến, cùng trong một năm, thế nhưng có tháng tốt, tháng xấu, vận trình cũng vì thế mà thay đổi. Ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi luận giải chi tiết từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Đầu tiên, tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch. Bước vào tháng âm lịch đầu tiên của năm Giáp Thìn, người tuổi Ất Mão sẽ không phải đối diện với nhiều vấn đề khó khăn. Bản mệnh vẫn có thể phát huy phong độ của mình một cách ổn định và xử lý những công việc quen thuộc rất thuận lợi. Có thể nói tính tình quảng đại, có tài lãnh đạo, nên nhiều người có cơ hội thăng tiến trong công danh, quyền thế và cả tiền bạc. Bản mệnh hãy tự tin đón nhận những tin vui đang tới, dù ai đó có đang ghen tị thì cũng đừng quá để tâm, vì họ sẽ chẳng làm hại được bạn đâu, vì năng lượng của bạn đã được khẳng định trong một thời gian dài. Tháng này, một số người cũng có thể nhận được một cơ hội việc làm mới để bạn có cơ hội phát huy năng lực của mình hoặc là một lời đề nghị tăng lương. Ban đầu bạn sẽ cảm thấy choáng ngợp trước nhiều thay đổi trước mắt, nhưng dần dần bạn có thể hệ thống được mọi việc một cách suôn sẻ. Có thể với nhiều người, cuộc sống bình lặng như vậy là rất nhàm chán. Tuy nhiên đối với người tuổi Ất Mão lại rất hài lòng với cách bắt đầu năm mới như thế này. Vì không phải chịu đựng áp lực nhiều, nên bản mệnh có thể giữ trạng thái tinh thần thoải mái và tích cực nhất để đón chào năm mới. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch. Trong tháng 2 âm lịch, tình hình tài chính của bản mệnh dễ xảy ra vấn đề do có hung tinh chủ về hao tổn tiền bạc xuất hiện. Tiền lương, tiền thưởng không có nhiều biến động, nhưng bạn lại phải chi phí rất nhiều trong vấn đề bất chợt có thể xảy đến. Nếu bạn không lên kế hoạch chi tiêu ngay từ bây giờ, thì rất dễ rơi vào cảnh thiếu thốn. Tuy nhiên, tình hình sức khỏe của bạn tháng này khá ổn định. Bạn luôn giữ được tinh thần hăng hái và sức khỏe dồi dào mỗi khi bắt tay vào công việc. Vấn đề đi lại cũng được bình an, thuận lợi. Nếu phải đi xa, bản mệnh cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Trong tháng này, tuy đào hoa của bạn không rõ, thế nhưng với danh tiếng của mình, vận trình tình cảm của bạn trong tháng này có nhiều thay đổi tích cực, vì bạn sẽ biết cách ứng xử phù hợp với bạn đời cũng như người thân của người ấy, thậm chí bạn còn là người hòa giải cho những căng thẳng của gia đình đối phương. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch. Vận thế của người tuổi Ất Mão trong tháng 3 âm lịch khá ổn định, cả sự nghiệp và tài lộc đều có bước tiến tăng trưởng tích cực. Đương số đã cố gắng hết mình trong khoảng thời gian vừa qua, thậm chí có cơ hội thăng chức, tăng lương. Chuyện kiếm tiền của người làm ăn, kinh doanh cũng khá thuận lợi vào thời điểm này. Người làm đầu tư có thể đưa ra các quyết sách đúng đắn, đem lại khoản tiền lãi triển vọng. Vì vậy, điều quan trọng nhất trong tháng này mà bản mệnh cần phải nhớ đó là hãy nắm chắc cơ hội, nếu không sẽ bỏ qua thời cơ tốt. Nhiều người tuổi này, nhờ kiên nhẫn gom góp tiền bạc trong nhiều năm qua, nên lúc này đã có thêm hậu thuẫn của người thân mà mua được nhà, tậu được xe. Tuy nhiên đừng vì thế mà phóng tay thiếu kiểm soát, dù mua món đồ gì ít hay nhiều tiền, đều phải có sự so sánh ưu và nhược điểm trước khi đưa ra lựa chọn phù hợp nhất. Nếu bản mệnh là người chuyên đầu tư hay kinh doanh, thì lúc này có lợi thế rất rõ rệt, hãy chớp lấy thời cơ của mình. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch. Tháng 4 âm lịch không được thuận lợi bằng khoảng thời gian trước kia, người tuổi Ất Mão sẽ phải đối diện với nhiều áp lực công việc hơn. Song áp lực đến có thể bởi vì bạn đang nhận được sự tin tưởng của ban lãnh đạo. Bạn nên cố gắng thật nhiều để khẳng định bản thân, đừng vội bỏ cuộc nếu mọi việc không như ý, nếu có vấn đề gì xảy ra. Bạn nên chủ động trao đổi và thảo luận với mọi người, đừng tự tìm cách giải quyết trong yên lặng. Bạn cần chuẩn bị tinh thần đối diện với nhiều khó khăn, trắc trở trên con đường sự nghiệp và làm giàu. Song đường tình duyên lại có những khởi sắc rõ rệt. Công việc của bản mệnh chẳng hề tiến triển thuận lợi được như dự tính, bạn thường phải đối diện với sự ganh đua phá hoại của đồng nghiệp, khiến những công việc tưởng chừng quen thuộc cũng dễ xảy ra những lỗi sai không ngờ đến. Vì vậy, hãy luôn tập trung và dành tâm huyết cho những việc mình làm. Tình hình sức khỏe không được tốt cho lắm vào thời điểm này, nhiều công việc đổ dồn xuống đầu, khiến bạn luôn cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi. Hãy sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý, đừng làm việc quá sức bạn nhé. Tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch. Bước vào tháng 5 âm lịch, bạn cũng thấy rằng chuyện làm ăn cũng khó có thể khởi sắc. Đáng buồn hơn là nhiều người còn rơi vào cảnh hao tốn tài của do đối thủ cạnh tranh kẻ xấu hãm hại. Thời điểm này, bản mệnh cần bước vào những bước chậm xoáy, cẩn thận nhưng vững vàng, tránh chạy theo xu thế hoặc ham kiếm tiền bất chính, kẻo dễ vướng vào thị phi,
thậm chí còn dính líu tới pháp luật. Các vấn đề về tiền nong được giải quyết một cách nhanh chóng và cẩn thận, kỹ lưỡng. Khi bạn có thể tự do về tài chính, bạn có cơ hội giải quyết mọi công việc một cách hiệu quả nhất. Điều mà người tuổi Ất Mão cần chú ý trong tháng này là vấn đề về sức khỏe. Sao hung tinh chiếu mệnh, bản mệnh dễ mắc các bệnh cấp tính, khiến tinh thần đi xuống, không có đủ sức khỏe để làm việc. Khi di chuyển trên đường, bản mệnh cũng cần tập trung chú ý, không cố tình vi phạm các luật lệ giao thông, khiến tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào. Tháng 5 âm lịch khiến các mối quan hệ của bản mệnh cũng dễ xảy ra vấn đề, đương số cần chú ý cách hành xử của bản thân, chớ vì nóng nảy mà nói ra những lời thương tổn người khác, gây tác động xấu tới công việc. Tử vi tháng 6 năm 2024 âm lịch. Bản mệnh gặp khá nhiều điều thuận lợi trong tháng 6 âm lịch, bản mệnh luôn tập trung vào nhiệm vụ được giao nên hoàn thành tốt trọng trách mà lãnh đạo giao phó. Ngoài ra bạn cũng muốn chủ động xông pha, nhận thêm những công việc khó khăn mà nhiều người chối từ. Sự chăm chỉ, nhiệt tình đôi khi có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Những lúc như vậy bạn nên dừng lại và nghỉ ngơi một chút, không nên tự bắt bản thân phải làm việc quá vất vả. Bạn cần có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn tinh thần, giữ tâm trạng vui tươi thì sức khỏe mới cải thiện được, nên điều chỉnh lại lối sống cho phù hợp nếu bạn không muốn bị bệnh nặng thêm. Phương diện tình cảm khởi sắc, sau ảnh hưởng tích cực, người độc thân biết chăm chút ngoại hình, dễ nhận được sự chú ý của người khác phái. Người đã lập gia đình nhận được sự động viên, chia sẻ của nửa kia, nhờ vậy mà giảm bớt căng thẳng, luôn có động lực để đối diện với khó khăn. Tuy nhiên, hung tinh cũng gây ra ít nhiều bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Bạn có thể gặp vấn đề về mô cơ, đường tiêu hóa, dị ứng ngoài da. Ảnh hưởng của yếu tố thời tiết không tốt cho các vấn đề liên quan tới dạ dày của bạn, biểu hiện ho nhẹ, táo bón, đầy bụng, rêu lưỡi đỏ, miệng khô. Mỗi khi mệt bạn nên giảm bớt lượng công việc đang làm để có thêm thời gian nghỉ ngơi. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch. Tháng 7 năm 2024 âm lịch, người tuổi Ất Mão không gặp phải vấn đề gì lớn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Chất lượng công việc dần dần được cải thiện, bạn đã giải quyết được các nhiệm vụ quen tay nên không còn nhiều khó khăn, khúc mắc như trước kia nữa. Mọi thứ tiến triển đều đều, nhưng không có nghĩa là bạn được phép chủ quan, bạn vẫn rất dễ để xảy ra những sai sót. Một phần là do ngoại cảnh, nhưng phần lớn là do sự chủ quan của bạn trong các tình huống gặp phải. Thời điểm này bản mệnh cũng có xu hướng khép mình, ngại tranh đấu, thậm chí nếu không đủ kiên trì, sẽ rất dễ nản lòng hoặc bị khuất phục trước những khó khăn. Chuyện kiếm tiền cũng khá thuận lợi bởi bạn quen được thêm với nhiều đối tác, bạn hàng mới. Xét công việc tiến triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến vì được giao phó cho nhiều trọng trách. Quý nhân cũng giúp con giáp này tìm được lối đi mới cho mình, dù khó khăn trở ngại tới đâu, cũng tìm được hướng giải quyết phù hợp, bản mệnh cần cố gắng nắm giữ cơ hội, tận dụng thời cơ cho mình. Tuy nhiên, vấn đề sức khỏe lại không được lý tưởng cho lắm, có thể bạn đang quá tập trung vào sự nghiệp nên cố tình làm lơ đi những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Tử vi tháng 8 năm 2024 âm lịch. Tháng này bản mệnh không gặp phải biến cố gì quá lớn, thế nhưng nếu muốn đạt đến sự thăng tiến trong sự nghiệp thì lại tương đối khó khăn. Bạn ít gặp được cơ hội thể hiện giá trị bản thân mình và thường phải khắc phục vấn đề bất ngờ xuất hiện hơn là nhận được những nhiệm vụ mới mang tính thách thức. Sau những vấp ngã ở tháng trước, con giáp này đang dần lấy lại phong độ, ngoài ra bản mệnh làm gì cũng có phần thuận lợi hơn, nên hãy tranh thủ tiến hành các việc lớn như khởi nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất, triển khai dự án mới. Đương số có thể dành khoảng thời gian này để tạm thời thả lỏng bản thân, tiếp tục lập kế hoạch cho tương lai của mình. Bạn không cần thiết phải vội vàng chạy theo bước chân của người khác, khả năng cao tháng này bạn sẽ có chuyến công tác hoặc đi du lịch xa. Trên hành trình ấy, nên chú ý giữ gìn sức khỏe, đi đứng cẩn trọng kẻo bị té ngã, thậm chí tai nạn xe cộ, nguy hiểm tới tính mạng. Ngoài ra, tháng này vận thế không quá hung hiểm, dễ gặp được những người bạn có ích cho sự nghiệp, đôi bên đều nhiệt tình giúp đỡ nhau khi cần. Tử vi tháng 9 năm 2024 âm lịch. Sức khỏe của người tuổi Ất Mão có những biến chuyển tích cực trong tháng 9 âm lịch, bạn luôn cảm thấy khỏe khoắn và tràn đầy tinh thần phấn chấn mỗi khi bắt tay vào công việc. Ngoài ra, việc ham thích giao lưu, vận động cũng giúp bạn kết giao được với nhiều bạn bè mới, đối tác triển vọng trong lĩnh vực làm ăn, kinh doanh. Lại thêm cát tinh phù trợ, sự nghiệp của bạn có những bước tiến trên đều đặn, chỉ cần cố gắng phấn đấu là ắt gặt hái được thành tích đáng ngưỡng mộ vào cuối tháng. Người làm công ăn lương chăm chỉ và nỗ lực thì sẽ có cơ hội tăng lương, còn người kinh doanh cũng thu về nhiều lợi nhuận nhờ đầu óc tính toán tài tình của mình. Nếu có mong muốn tăng lương trong tháng, bạn có thể mạnh dạn đề xuất kèm theo một danh sách những con số, những thành tựu mà mình đã đạt được.
cũng như những khoản lợi nhuận đã đem về cho doanh nghiệp. Với lý lẽ thuyết phục như vậy, tỷ lệ thành công là rất cao. Người làm ăn kinh doanh có thể mở rộng được thị trường hoặc mở rộng được đối tượng khách hàng, nhờ thế mà buôn may bán đắt hơn nhiều, bản thân bạn vốn đã thông minh. Do đó, việc kiếm tiền càng không bao giờ là quá khó khăn đối với bạn nếu bạn có sẵn cơ hội. Bản mệnh sẽ gặp được đối tác làm ăn mới và cùng họ xây dựng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, uy tín, sẵn có của cả hai bên. Tử vi tháng 10 năm 2024 âm lịch. Sự nghiệp của người tuổi Ất Mão không có nhiều bước phát triển nổi bật trong tháng này, chủ yếu là vì bạn thường xuyên lơ là, thiếu tập trung, nên dễ mắc những lỗi đáng tiếc, thậm chí có người còn nảy sinh mâu thuẫn với người làm lãnh đạo, gây ảnh hưởng tới sự phát triển trong tương lai gần. Chuyện kiếm tiền cũng không thực sự thuận lợi trong tháng này, bản mệnh cần cẩn thận mỗi khi tiếp xúc với những đối tượng khách hàng, đối tác làm ăn, nếu không dễ mắc bẫy, phải dùng tiền mới giải quyết được vấn đề. Tử vi tháng 11 năm 2024 âm lịch. Vận trình của bản mệnh trong tháng 11 âm lịch này cũng không được lý tưởng cho lắm, nhất là về tài lộc. Bản mệnh không kiếm được các khoản thu phụ, trong khi đó các khoản chi phí lại không ngừng gia tăng, vận khí tăng vọt ngay từ đầu tháng, nên bạn cần chớp thời cơ để lên kế hoạch chi tiết cho việc kinh doanh, áp dụng các biện pháp marketing, quảng cáo hiệu quả, cuối tháng sẽ nhận thấy rõ thành quả đạt được. Cần chú ý chi tiêu có kế hoạch hơn, chớ tiêu tiền cho những sở thích nhất thời. Chuyện tình cảm cũng không có nhiều biến động, chủ yếu là bởi bạn không chịu mở lòng cho người khác một cơ hội. Những người đã có đôi có cặp, cần chú ý trò chuyện với nửa kia nhiều hơn, đừng để mối quan hệ tồn tại khúc mắc. Trên phương diện con cái, ở độ tuổi này của quý vị con cái cũng đã lớn, có con đường riêng, có cuộc sống riêng, chính vì vậy việc chia sẻ dạy dỗ sẽ càng ngày càng ít cơ hội hơn. Tuy nhiên, trong tháng 11 âm lịch này, quý vị sẽ có cơ hội để ngồi lại nói chuyện, tâm sự với con cái nhiều hơn, có như vậy thì mối quan hệ hai bên mới không bị nới lỏng quý vị nhé. Tử vi tháng 12 năm 2024 âm lịch. Tháng chạp, vận thế của người tuổi Ất Mão có dấu hiệu đi lên, mà dễ thấy nhất là phương diện tài lộc. Cả năm qua bạn đã làm việc rất vất vả và đây chính là lúc bạn được tận hưởng thành quả của mình. Người làm ăn, kinh doanh có cơ hội mở rộng sản xuất hoặc buôn bán kiếm lãi gấp bội vào thời điểm cuối năm này. Một số người làm công ăn lương có cơ hội được cất nhắc và đó chính là phần thưởng mà lãnh đạo dành cho bạn. Các mối quan hệ của bản mệnh cũng phát triển tương đối thuận lợi, bạn có cơ hội làm quen được với nhiều đối tượng. Chuyện tình cảm cũng mở rộng, nhờ nhân duyên tốt lành, tình yêu có thêm cơ hội thăng hoa bất ngờ. Người độc thân không khó để tìm được mối duyên ưng ý nếu chịu hạ bớt tiêu chuẩn xuống một chút. Các cặp đôi luôn biết cách vun vén mối quan hệ nên hiếm khi xảy ra cãi vã. Tuy nhiên, vấn đề sức khỏe của bạn trong tháng này cần phải chú ý nhiều nhất, bản mệnh ốm đau ảnh hưởng. Con giáp này có dấu hiệu lao lực, dễ ốm vặt, không được điều trị dứt điểm sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe về sau. Ngoài ra bạn cũng nên chú ý ảnh hưởng của hung tinh, có thể gây chấn thương, họa huyết quang bất ngờ. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.